Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, nhưng mà Thái Việt lại đi làm, bởi vì là cái tháng 10 này, ở tháng 9 này thì công ty có rất là nhiều việc, cho nên là Thái Việt được đi làm chủ nhật. Người ta được nghỉ, nhưng mình ở bên Nhật Bản gọi là được đi làm ngày chủ nhật. Thì clip hôm nay thì Thái Việt sẽ hay cho mọi người xem là với cái ngày chủ nhật này thì Thái Việt sẽ kiếm được bao nhiêu tiền ở bên đất nước Nhật Bản. Thái Việt đang ngồi thì sau cái khu vực mà phía sau công ty, đây là khu vực mà nhiều anh em Việt Nam ra đây ngồi cho nó mát. Thì bây giờ đang ở giờ kêu kê, cho nên là Thái Việt sẽ quay clip để nói xem là một ngày chủ nhật kiếm được bao nhiêu tiền nhé. Bây giờ nhan sắc của Thái Việt đang rất là dở, môi đang khô nứt nẻ rất là nhiều, nên là hình ảnh nó hơi xấu một chút, mong mọi người thông cảm nha. Đó, bây giờ thì Thái Việt sẽ quay cho mọi người một chút về phong cảnh phía sau công ty. Nó rất là mát lành ha, cây cối sum ha. Bây giờ thì đây là cái bảng mà Thái Việt đã tính này. Lương nói chung là cái lương cơ bản của Thái Việt là 17 mang 4 xưng 500 yên này ha. Mà một tháng là Thái Việt làm 21 ngày, mỗi ngày 8 tiếng. Thì chúng ta chia cho 21 ngày và chia cho 8 tiếng thì ra được là mỗi giờ là 1 xưng 038 yên. À, một giờ là một sen 38 yên á đó. Mà ngày chủ nhật này thì Thái Việt làm 10 tiếng luôn, 8 tiếng và thêm 2 tiếng tăng ca nữa là 10 tiếng, thì Thái Việt sẽ lấy một giờ là một sen 38 nhân cho 10 tiếng đó. Nhưng mà làm chủ nhật, mà chủ nhật là ngày nghỉ thì mình sẽ được tính theo giờ tăng ca đó, người ta phụ cấp thêm là nhân cho hệ số 1.35 mọi người ạ. Nếu mà làm chủ nhật là được nhân cho 1.35, còn làm ngày thường tăng ca thì chỉ nhân cho 1.25 thôi. Thì 1.35 nhân lại thì Thái Việt tính ra là được 1 mang 4 sen 013. Đó. Thì là được 1 mang 4 sen. Đó. Đó là tiền, này là tiền Nhật Bản, còn bây giờ tính là tiền Việt Nam thì bao nhiêu? Bây giờ là 1 yên là bằng 213 đồng. Đó, yên bây giờ là 23. Thì nếu mà yên 27 thì nó rất là cao, nhưng mà yên hiện tại ngày hôm nay luôn là ngày 22 tháng 9 thì là yên đang là 213. Thì là mình lấy cho 1 mang 4 sen 013 yên, mình nhân cho 213 thì ra được là 2.984.769 Việt Nam đồng. Đó. Như vậy là một ngày chủ nhật này, nếu mà chúng ta ở nhà nằm ngủ, mình được phép chọn lựa các bạn ạ. Nếu chủ nhật mình thích thì đi làm, mà không thích thì được phép ở nhà. Đó, ngày thường thì phải đi, nhưng mà chủ nhật thì thích thì mình lựa chọn. Thì mình lựa chọn đi làm. Nếu như mình ở nhà ngủ thì sao? Nếu ở nhà ngủ thì mình sẽ mất cái số tiền là 2.900, có nghĩa là thiếu có 16.000 nữa là được 10 là 3 triệu mọi người ạ. À, thì cứ cho là 3 triệu đi ha. Như vậy là một ngày chủ nhật là làm được 3 triệu đó. Nếu mà mình ở nhà ngủ là mất 3 triệu đó. Có nghĩa là tháng tới thì Thái Việt sẽ được lương sẽ được tăng thêm 3 triệu đó. Đây là ngày chủ nhật đầu tiên từ khi qua sang Nhật Bản thì Thái Việt mới làm đó. Trước đây là không hề có được làm chủ nhật, chỉ làm ngày nhiều lắm thì được làm thứ bảy thôi, còn không được là không có việc để làm. Còn đây là ngày chủ nhật đầu tiên Thái Việt đi làm đó. Như vậy là một ngày chủ nhật là kiếm được 2.984.769 đồng đó. Thôi thì clip này thì Việt chỉ nói ngắn gọn về vấn đề là một ngày chủ nhật kiếm được bao nhiêu thôi. Thì lương cơ bản của Thái Việt là thấp, cho nên là nhân lên nó cũng được bao nhiêu cả. Nhưng mà lương cơ bản của một số người họ cao hơn thì có thể là cao hơn, có thể là 3 triệu rưỡi đến 4 triệu cũng có nữa. Như vậy là với lương cơ bản thấp như mình mà một ngày chủ nhật vẫn kiếm được gần 3 triệu. Cứ cho là 3 triệu đi. Thế là cũng an ủi được thằng nào rồi đó mọi người. Bây giờ thời tiết sang một mùa trời nó hanh khô lắm, nó cái môi nó nứt nẻ hết cả. Mặc dù cái hình ảnh xấu xí lắm nhưng mà vẫn cố gắng quay clip cho mọi người. Đó. Hy vọng là mọi người ủng hộ kênh HTV Vlog nha. Thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào clip sau.